Nhìn lại một năm qua, bạn đã làm được gì cho mình chưa? Đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, thử một điều gì đó mới mẻ chưa? Đã hoàn thành được mục tiêu nào bạn đặt ra từ đầu năm không? Gần 25 tuổi, nhưng mình chưa có được công việc ổn định. Gần 25 tuổi, nhưng mình chưa có được mức lương cao. Gần 25 tuổi, nhưng thậm chí mình còn chưa biết tương lai sau này mình muốn gì. Gần 25 tuổi, nhưng cuộc sống chẳng hào nhoáng gì như những gì mình thấy trên mạng. Mình có lướt Chris, nhưng vài hôm sau đó đã bỏ vì thấy bản thân chẳng được một góc nào so với những bài đăng trên đó. Có thể kỳ cục thật đấy, nhưng làm sao mình không thể nổi lòng ghen tị khi thấy một bạn nhỏ hơn mình mở công ty. Có thể yếu đuối đấy, nhưng làm sao mình không bồn chồn khi người người kiếm lương chục triệu, có nhà, có xe. Có thể ngu ngốc đấy, nhưng làm sao mình có thể giữ bình tĩnh khi dường như cả thế giới đều biết họ muốn gì, trong khi mình thì không. Có lúc mình thấy buồn bã, có hôm mình lại bực bội, có ngày mình thấy ghét chính mình đến không thể chịu nổi. Tại sao mình không có gì trong tay cơ chứ? Liệu thật sự là mình không có gì không? Gần 25 tuổi, nhưng mình có công ăn việc làm, trong khi nhiều người đau đầu vì thất nghiệp. Gần 25 tuổi, nhưng mình có chút tiền trong tay để mua trà sữa khi mình muốn. Gần 25 tuổi, nhưng mình dám rèn một kỹ năng mới, viết lách, liên tù tì 6 tháng. Gần 25 tuổi, nhưng mình có gia đình yêu thương, bạn bè kề cạnh, bé mẹo dễ thương, chăn ấm, nệm êm khi đem về. Gần 25 tuổi, nhưng mình biết mình còn sống và đang lớn dần theo từng ngày. Mình nghĩ chúng mình rất hay bị mắc kẹt trong suy nghĩ chưa có, rằng mình chưa có điều này, chưa có điều kia. Hầu như chúng mình đều chỉ chăm chăm vào ly nước chưa đầy, thay vì cho rằng nó đã đầy được một nửa. Cậu nghĩ thử xem, có phải rất dễ dàng để liệt kê 10 thứ mình chưa có hơn là kể tên một thứ mình đã có rồi không? Mình nghĩ nhiều bạn trẻ cũng sẽ giống mình, luôn luôn cảm thấy mình thiếu rất nhiều thứ, luôn luôn cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt. Nhưng cậu ơi, thử dành ít phút để lắng động và liệt kê ra những thứ cậu đang có trong đời, kể cả những thứ tưởng chừng như rất hiển nhiên. Mình dám cá là cậu sẽ bất ngờ về số lượng cho mà xem. Mấy tháng nữa là Tết đến, mình cũng tròn 25 tuổi rồi. Tuy còn nhiều thứ vẫn chưa có, nhưng mình cũng đã nắm trong tay nhiều điều. Thay vì chăm chú vào phần còn thiếu, sao không thử tập trung vào phần được lấp đầy? Cuộc sống phần nào cũng sẽ dễ thở hơn. Có lẽ sẽ có những ngày tháng bạn cảm thấy mệt mỏi, chùng bước. Nhưng đừng quên, mọi cố gắng của bạn đều xứng đáng, dù kết quả có ra sao. Thời gian không chờ đợi ai, nhưng bạn vẫn còn 3 tháng để thực hiện những điều mình muốn, để bắt đầu lại nếu cần. Chúng ta cần sống trọn vẹn cho chính mình, làm điều gì đó khiến bản thân tự hào khi nhìn lại. Năm chưa hết, hành trình của bạn vẫn còn dài. Cứ đi rồi sẽ đến thôi. Đôi lúc mình cũng cần bước chậm lại đôi chút, chững lại để lắng nghe tiếng thời gian, lắng nghe hơi thở, nhịp đập của cuộc sống, để thấy rằng trong xã hội luôn thúc đẩy con người tiến về phía trước. Không ít người trong chúng ta rơi vào áp lực đồng trang lứa, cảm giác sợ bị bỏ lại phía sau, nỗ lực làm việc đến kiệt sức, luôn ép bản thân phải mang lớp mặt nạ vui vẻ. Nhưng ẩn sâu nét rạng rỡ từ vui ấy là những câu chuyện, những góc khuất sâu thẳm khó giải bày, những loay hoay trăn trở về hai chữ trưởng thành. Mình nghĩ ai bước sang tuổi trưởng thành cũng có một giai đoạn chênh vênh và bấp bênh như thế. Càng lớn dần càng ít có nhu cầu tâm sự, cũng chẳng mang đến các mối quan hệ xã giao ngoài lề hay những thị phi tầm phào, chỉ muốn rút trong cái ổ của riêng mình rồi tự thua tự vẽ cho nó, miễn sao bản thân thấy vui. Bạn bè cũng không cần số lượng nhiều, mà không thật thì cũng cô đơn vậy thôi. Người ta quý mình quý lại, ai có ghét mình thì cũng kệ cho người ta ghét. Tuổi trẻ con ngắn, bản thân mình không lo, cứ lo đến cảm xúc của những người đâu đâu làm gì. Trưởng thành chính là như vậy đó, chính là hai chữ tự mình mà đi qua hết buồn tuổi này đến buồn tuổi khác. Làm người lớn chính là luôn đứng thẳng người đón lấy những cô đơn, tự tìm niềm vui cho chính mình để khiến những nỗi buồn rồi cũng trở nên vô cùng rực rỡ. Trưởng thành đi cùng với cảm giác mất mát, chỉ có thể học cách chấp nhận và gạt bỏ mọi chuyện đã qua để sống tiếp cuộc đời của mình. Không hối hận với những điều mình đã làm, chỉ hối hận với những điều mình không làm. Mỗi ngày tôi luôn tự nhủ bản thân mình phải như vậy, không được dũng cảm bẩm sinh, nên ngày qua ngày tôi luôn cố gắng dũng cảm. Ngày hôm nay dũng cảm hơn ngày hôm qua, sống dũng cảm mỗi ngày. Vì còn trẻ nên có thể sai lầm, vì rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Cố gắng sống thật,
và sống dũng cảm mỗi ngày. Trên con đường trưởng thành, không ai tránh khỏi việc phải đánh mất đi một số người, một số việc không như ý nguyện. Vậy chúng ta phải đi xa rồi đánh mất bao nhiêu mới đủ? Tôi luôn sợ hãi những lúc phải chào tạm biệt, cho dù đối phương có là ai. Dẫu biết biệt ly là thứ không thể nào tránh khỏi, nhưng chẳng thể xoa dịu nổi thứ cảm giác hụt hẫng ở trong lòng. Tôi trở về với nước mắt ấm nóng trên gò má, mong man đốt cháy con tim. Tôi vốn từng tin chỉ cần lòng mình vững vàng, dũng cảm rồi sẽ dễ dàng chấp nhận và vượt qua. Nhưng hình như trên đời không được mấy ai kiên cường đến thế khi đứng trước những điều thân yêu. Tuổi trẻ thênh thang và tôi còn phải đi xa lắm, chênh vênh và suy sụp chỉ là những nốt đệm nửa vời mà thôi. Gặp gỡ, chia ly, đúng sai, thù hằn hay ân hận, rồi đến một lúc nào đó tất thảy sẽ hóa thành thinh không, lặng lặng mất đi, không còn chút dấu tích. Chỉ có thể nhớ hóa ra chúng ta đã từng như gặp gỡ và từ biệt nhau như thế, xong đành tha thứ cho mình, cho người. Điều hiện hữu ngay bây giờ là điều duy nhất có thật ở trên đời. Quá khứ hay tương lai, sự giao cùng cũng chỉ là mong ước ngọt ngào. Dẫu vậy, niềm vui vẫn là thứ quá đỗi mong manh, chạm tay vào liền vỡ tan thành bong bóng. Người trưởng thành bật khóc không phải vì yếu đuối mà vì đã phải mạnh mẽ quá lâu. Chị tay mối tình mấy năm không khóc, công việc áp lực không khóc, lo lắng cho gia đình cũng không khóc. Thế nhưng có những lúc chỉ là bất cẩn vặn nắp chai nước làm đổ cũng bật khóc, đặt đồ ăn bị hủy cũng bật khóc, không tìm thấy tiền lẻ để mua đồ cũng bật khóc. Tôi đã phải chịu đựng những chuyện lớn như vậy rồi, chẳng lẽ một chuyện nhỏ cũng không thể suôn sẻ sao? Có những ngày mệt mỏi, áp lực, không kìm được nên vừa chạy xe vừa khóc ngoài đường. Có ngày ngồi ở nơi làm việc cố gượng để không cảm thấy mình lạc lõng, không cảm thấy mình yếu đuối. Có những ngày đi làm về liền ngồi phịch xuống sàn ôm chú mèo nhỏ không ngừng rơi nước mắt. Có những buổi chiều đi luẩn quẩn nhìn hoàng hôn buông xuống chân trời liền cảm thấy chỉ có một mình. Và có rất nhiều đêm không ngủ được, chỉ biết khóc vì những hiện thực của cuộc sống, những khó khăn không biết làm thế nào để san sẻ, không biết làm thế nào để có thể chiến thắng cuộc sống của chính mình. Không có gì đáng xấu hổ khi bật khóc và cảm thấy bất lực đâu. Thực ra mỗi chúng ta đều mạnh mẽ hơn mình nghĩ rất nhiều. Khóc xong rồi, chúng ta sẽ lại vực dậy, đi tiếp và mỉm cười nhiều hơn, nỗ lực và thành công hơn. Nỗ lực hết mình cũng chẳng phải để ai trầm trồ khen ngợi, mà là để bản thân khi quay đầu nhìn lại phải cảm động tự hào vì đã dám can đảm xé bỏ vài trang giấy nháp nghịch ngoạc đầu đời, rồi toàn tâm toàn ý phấn đấu hết mình cho những cơ hội tốt đẹp của bản thân trong những ngày tháng tới. Trích sách đợi mưa, đợi gió, đợi bình an. Nhiều người dè dặt với giấc mơ của họ, họ hoài nghi khả năng trốn tránh những thứ cho là phiền vòng để rồi chung mình trong một phiên bản cũ kỹ. Nhưng như một câu nói lừng danh thì có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Sẽ chẳng có giấc mơ nào là nhỏ quá hay to quá, đẹp đẽ hay tầm thường. Chỉ cần bạn nhìn rõ điều mình thực sự ước mong thì hãy cho nó một cơ hội. Cuộc đời sẽ không như trong những câu chuyện cổ tích nhiệm màu. Muốn tìm một việc làm tốt, một người yêu tốt hay được học ở một môi trường tốt đều do cậu chủ động phát triển bản thân và nắm bắt những cơ hội thích hợp. Mọi thứ xảy ra đều có nguyên do và nó bắt nguồn từ cách cậu hành động. Nếu cậu không chủ động, những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với một ai đó xứng đáng hơn. Nếu cậu không chịu cố gắng, người bạn thích sẽ nói với bạn thế này: thật xin lỗi, chúng ta vẫn cứ làm bạn thì hơn. Còn ATM sẽ nói: xin lỗi, số dư tài khoản của quý khách không đủ. Sau này mua đồ cho bố mẹ hay người yêu cũng phải do dự cân đo đồng đếm. Cuộc sống không phải chỉ tạm bợ qua ngày mà còn có cả tương lai phía trước. Có chút bản lĩnh, sau này cũng đỡ phải mở miệng cầu xin người khác. Haruki Murakami từng nói: trên thế giới này không có lựa chọn nào ngay từ đầu là chính xác. Chúng ta chẳng qua chỉ là cố gắng phấn đấu để biến lựa chọn đó thành chính xác mà thôi. Vậy nên đừng sợ đưa ra lựa chọn, càng không nên vì đưa ra lựa chọn sai lầm mà hối hận tiếc nuối. Một khi đã lựa chọn rồi thì hãy dũng cảm bước tiếp mà không ngoái đầu nhìn lại. Dù sao thì cứ đi đi, rồi trời sẽ sáng trở lại thôi. Bạn phải vững tin rằng mỗi nẻo đường mình đi đều trải đầy ánh sáng. Và dĩ nhiên, sự thật của cuộc sống có khi lại là mỗi con đường đều chứa đựng những cú bạc tai. Chúng ta phải vấp ngã, sức đầu, mẻ trán, gãy tay, què chân, mặt mũi sưng phù thì mới có thể vững vàng tiến lên.
Song dù ngày nào cũng dẫm lên con đường xi măng không ánh đèn, tôi vẫn một mực kiên trì, hằng ngày trốn trong thành lũy dày tra tấn, nghị lực và trí óc mình. Giờ đây nhớ lại chuyện cũ, tôi vẫn thấy lòng mình thật ấm áp. Tôi đã từng nhiều lần thất bại và sợ hãi, mất đi phương hướng. Nhưng rồi tôi cất tạm nỗi lo sau một đêm, khi tự biết rằng hành động dụi mắt vì mỏi mệt thật vô nghĩa. Xoài đôi bàn tay ra để nhìn ngắm chúng, đó là những vết thương mà duy chỉ chính bản thân hiểu được, cảm nhận được và yêu thương được. Gió trời, bão giông, khuân vác, hạnh phúc hay sự rẽ mạc đều đã tính hết vào trong đó. Tuyến mồ hôi của tôi liên tục thải ra, làm cho đôi bàn tay ấy dù nắng hay mưa cũng thật khó chịu. Tôi ngại để người khác chạm vào bàn tay không mấy ngay ngắn của mình. Một lần, hai lần, đôi bàn tay mang tình yêu thương và nỗi vất vả dần bị chai sạn. Những vết bầm tím chưa từng in dấu hình thù rõ ràng. Những lần chảy máu vì phải hy sinh cho người khác, vì bị lừa lọc. Những gì người đời cho là vô ích, tôi cũng chưa từng nghĩ cuộc sống bạc. Đúng vậy, chẳng phải cứ dấu chấm hết là kết thúc, dù nó đúng khi viết câu. Nhưng nhịp sống hiện tại không phải dấu chấm hết đâu, nó đang phải để nghỉ ngơi đấy. Rồi sau này, dẫu có những lần trắng tay, tôi lại thấy tự do hơn bao giờ hết. Mình không còn bận lòng phải giữ điều này, sợ mất điều kia. Mình thả lỏng và tận hưởng cuộc sống theo cách mình chưa bao giờ thử. Và khi đó, những điều kỳ diệu bắt đầu đến bên mình. Vậy nên nỗi buồn và sự thất bại không đáng sợ như bạn nghĩ đâu. Hãy tập thả lỏng và đối diện với nó. Quá trình mài bóng viên kim cương đẳng cấp tốn rất nhiều thời gian, nhưng chính những cực khổ và tôi luyện mới khiến nó trở nên lộng lẫy sáng chói. Có lẽ công sức bỏ ra sẽ không được đền đáp, nhưng niềm vui khi mọi thứ mình cho đi và nhận lại tỷ lệ thuận với nhau và khả quan một cách thần kỳ chính là điều không thể so sánh được. Dưới sự rèn giũa của năm tháng, tôi vẫn ôm ấp một tia hy vọng, mong bản thân kiên cường hơn, có thể thản nhiên đối mặt với hố sâu cuộc đời mà suýt chút nữa đã ngã gục trước nó. Tôi thích bản thân dũng cảm vượt qua giông bão, mặc dù điểm xuất phát không cao. Tôi luôn kiên trì tiến về phía trước, chỉ cần không dừng lại, bạn sẽ có cơ hội lật ngược ván cờ trong thành phố vốn sẵn có rất nhiều cơ hội này. Đi qua cuộc đời mà không có vết thương nào, ngỡ bình yên mà trống rỗng lắm. Rồi một ngày khi đã biết lặng im nhiều hơn tỏ bày, bao dung nhiều hơn trách cứ, chúng ta bỗng thấy biết ơn cuộc đời này nhiều lắm. Dù cuộc đời bên cạnh những ngày nắng đẹp, còn có những ngày mưa dầm ủ ê. Dù cuộc đời đôi khi ban tặng cho mình những vết thương sâu hắm, nhưng nếu không có những vết thương, liệu có chúng ta của ngày hôm nay không? Hãy nhìn ngắm những vết thương, chúng nhắc nhở ở thời điểm đó chúng ta đã chiến đấu vì điều gì. Chẳng phải chiến đấu cho điều chúng ta tin và thương hay sao? Mình nghĩ nếu một người đi qua cuộc đời này mà không có vết sẹo nào thì sẽ vô vị và buồn lắm. Ngỡ bình yên nhưng trống rỗng, ngỡ an toàn nhưng chẳng có gì để nhớ về cả. À mà không phải ra đi, nhưng trong những tháng ngày đợi đến điểm kết thúc ấy, chúng ta đã chiến đấu cho điều gì? Tôi mong cậu ở một nơi nào đó cũng hạnh phúc như tôi. Người bạn chỉ vô tình gặp vài hôm nhưng lại dạy tôi ý chí kiên cường khiến tôi khâm phục. Tôi và cậu ở chung một phòng trong bệnh viện. Hôm đầu tiên tôi vào đó thì không còn chỗ trống nào hết. Bao nhiêu lượt bệnh nhân vào ra tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng hôm ấy phòng đã thương người hơn. Tôi nhận ra hình như trong phòng bệnh này, ngoài tôi ra thì cậu là cô gái lớn tuổi nhất. Cậu lớn hơn tôi một tuổi, dáng người cao, nước da hơi trắng, cùng chiếc mũi cao trông ưa nhìn. Cậu ít nói hay giúp việc vặt và trò chuyện với mọi người trong phòng. Tôi cũng không biết vì sao cậu vào đây, chỉ biết là mẹ đi cùng cậu thì đi sinh em bé, chờ gì lên thay. Cậu một mình như thế ai cũng thương. Tôi loáng thoáng nghe được tình trạng của cậu ấy dường như không tốt, thuốc không khống chế được bệnh. Thường ngày nhìn cậu có vẻ trầm lắng nên lại thấy u buồn hơn. Dì của cậu hay nói chuyện cũng ít nói hẳn đi. Thế rồi qua vài ngày sau, dì cũng kể với mấy cô ở trong phòng là sẽ cho cậu ấy về nhà kiếm thuốc nam uống. Tôi với cậu chỉ là người xa lạ từ những miền quê khác nhau, nhưng giây phút ấy tôi cảm thấy buồn. Buồn vì không biết rồi cuộc đời cậu sẽ đi về đâu, và không biết còn có bao nhiêu cuộc đời cũng như thế. Sinh mạng con người thật mong manh, mọi thứ dường như chẳng có ý nghĩa nữa. Ước gì thời gian có thể trôi thật chậm và điều kỳ diệu sẽ đến với cậu ấy. Hy vọng bạn ở thang dốc nào của cuộc đời cũng sẽ thật an bình, mạnh mẽ. Chúng ta giống như những đứa trẻ đến với cuộc sống này để trưởng thành và cứng cáp, để trở thành phiên bản tuyệt vời hơn. Ta bắt buộc phải có những bài học, phải có vấp ngã,
bắt buộc phải có những vết chai sần. Sau những cuộc chiến với thế giới, bạn sẽ thấy lòng mình bình yên khi cho phép bản thân được mềm yếu, bỏ hết áo giáp để trở về với chính mình bình dị, ở nơi ta luôn thuộc về. Và quan trọng nhất là bên người thân yêu, dù mọi chuyện diễn ra có đôi chút tàn khốc, nhưng hạt giống yêu thương vẫn nằm sâu trong ta, đợi cơ hội để nảy mầm. Dù thế nào, mình cũng có một hành trình thật đẹp. Mình rất thích câu nói này của Lỗ Tấn. Tôi cho rằng người khác tôn trọng tôi vì tôi rất tốt đẹp. Nhưng sau này tôi mới hiểu, người khác tôn trọng tôi bởi bản thân họ vốn rất tốt đẹp. Những người tốt đẹp sẽ tôn trọng tất cả mọi người. Tôn trọng lãnh đạo là thiên chức, tôn trọng đồng nghiệp là việc nên làm, tôn trọng người dưới là tốt tính, tôn trọng khách hàng là lẽ thường, tôn trọng đối thủ là trọng lượng, và hơn hết, tôn trọng hết thảy mọi người là có giáo dưỡng. Thật vậy, tốt đẹp và tử tế từ trước tới nay luôn là một lựa chọn. Không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với chúng ta cả. Tất cả đều là lựa chọn của mỗi người. Cuộc sống sẽ không ngừng đẩy bạn va vào những con người xấu xí, tình huống tồi tệ và câu chuyện dở khóc dở cười. Nhưng quyết định đối mặt như thế nào lại nằm ở phía bạn. Mong rằng dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, dù có bị bào mòn bởi tháng năm, bạn vẫn giữ được một trái tim lương thiện và sáng ngời. Đứng trước muôn vàn ngã rẽ của cuộc đời, vẫn lựa chọn là một người tốt đẹp. Đứng trước muôn vàn ngã rẽ của cuộc đời, vẫn lựa chọn là một người tốt đẹp. Trưởng thành là quá trình chuyển tiếng khóc sang chế độ im lặng. Trái tim bạn sẽ ngày càng vững vàng, kiên định và bình thản hơn. Lúc còn trẻ, bạn sẽ phóng đại từng chút sự bất mãn ở trong lòng. Nhưng khi lớn lên, bạn mới vỡ lẽ rằng càng đau lại càng bình tĩnh, càng khổ lại càng im lặng. Trong những đêm nức nở khôn nguôi, một hạt giống được thấm đẫm nước mắt của bạn, nó đã nảy mầm trong trái tim bạn, bén rễ và từ từ lớn lên thành thân cây cao lớn. Mỗi người bước vào đường đời đều một mình gánh lấy số phận và nỗi đau, thậm chí không còn ai sánh vai. Đám đông nhộn nhịp không phải bạn đồng hành và hàng ngàn khuôn mặt chỉ như triển lãm tranh. Ngay cả người nằm trên cùng một chiếc giường cũng mơ những giấc mơ khác nhau. Không ai hiểu được trái tim vụn vỡ của bạn, không ai biết những đêm trằn trọc của bạn, và không ai hiểu được tình yêu lo được lo mất của bạn. Nỗi đau lớn chua xót, tuyệt vọng và vùng vẫy giống như những viên đá ném xuống biển, chẳng thấm tháp gì. Tôi thích bản thân dũng cảm vượt qua giông bão, và tôi càng thích bản thân kiên trì trong đêm đen hơn. Số phận không thể bắt tôi phải quỳ xuống cầu xin sự thương xót trừ khi tôi chủ động quỳ xuống. Không có mùa đông nào là không qua đi, cũng không có mùa xuân nào mà không đến. Tôi chỉ mong rằng những kỳ vọng và ước mơ của chúng ta có thể sinh sôi trong thế giới đang xen những ấm áp và lạnh lẽo này. Dẫu thế giới có khó khăn thế nào, chúng ta vẫn phải sống thật tốt. Một khi bạn muốn biết thứ gì đáng để theo đuổi hay thứ gì đáng để từ bỏ, hãy nhìn vào những điều tốt đẹp nhất trong bạn và lẽ sống cuộc đời bạn như một tổng thể. Mọi thứ bạn làm phải phù hợp với mục đích ấy. Không ai có thể sắp xếp được từng thời điểm trong cuộc sống nếu không hiểu rõ toàn bộ cuộc đời mình. Ngay cả khi dụng cụ đã sẵn sàng, họa sĩ cũng không thể tạo nên bức tranh nếu anh ta chưa quyết định mình muốn vẽ gì. Đó là sai lầm của chúng ta. Mọi thứ chỉ tính toán từng phần trong cuộc sống, không ai tính toán cho cái toàn thể của cuộc đời. Nếu bạn muốn bắn một mũi tên, bạn phải biết mục tiêu nhắm tới. Chỉ khi đó bạn mới có thể dương cung và ngắm bắn. Nếu một người không biết bến cảng ở nơi đâu thì không hướng gió nào là thuận lợi. Trên đời này có người vẽ tranh rất đẹp, cũng có người viết lách rất hay, có người chụp ảnh trông rất vừa mắt, có người viết nhạc rất chiêu. Mỗi người đều có sở thích và tài năng riêng. Bạn không cần thiết phải bắt chước ai, chỉ cần bạn là chính mình. Bạn cố gắng mỗi ngày, mọi điều tốt đẹp sẽ tự nhiên đến với bạn. Chị mình bảo ai cũng mãi so sánh mình với người khác mà không nhận ra bản thân cũng là một bản thể riêng. Mình bắt đầu làm quen cuộc sống ở một thành phố xa lạ, nơi chẳng gọi là quê hương. Những ngày đầu luôn thật sự khó khăn vì nhìn xung quanh ai cũng tràn ngập năng lượng tích cực. Vì bất giác thấy bản thân bé nhỏ và kém cỏi rất nhiều. Thỉnh thoảng mình lại lạc lõng không biết bản thân đang cố gắng vì điều gì. Mình không biết có thật sự đúng đắn khi quyết định đi theo con đường bản thân đã chọn hay không. Những mộng ước ngày ấy, giờ chính mình lại vật vã để không bị nó đánh gục. Để có thể giữ nguyên được phong độ thôi cũng đã là chuyện khó khăn, chứ đừng vội vàng nói đến đi nhanh, tiến bộ và phát triển vượt bậc. Mình từng gục đầu khóc nấc lên khi thấy thành công của người khác. Không phải ghét họ, mà đơn thuần vì mình bất lực trong suy nghĩ mình đang dậm chân tại chỗ, chỉ có thể đứng bên lề.
Nhưng mình cũng lãng quên đi mất rằng bản thân cũng là một bản thể riêng, luôn có những điểm chung đồng nhất nhưng cũng không kém điểm riêng khác biệt. Có lẽ đó là thứ chúng mình cần tự hào nhiều hơn. Khủng hoảng, hoang mang, lo sợ có bao giờ ngừng xảy ra. Chữ riêng không phải chỉ là về ngoại hình, dáng vẻ, mà còn về ý thức bên trong. Không thể vì mặt trời có ánh sáng rực rỡ hơn mà phủ định sắc trắng của mặt trăng. Những gì chúng ta quyết định đều có giá trị của riêng nó. Dẫu cho là sai đường, so sánh với người khác, nếu ở mức độ kiểm soát được sẽ là động lực học hỏi. Nhưng nếu như thái quá sẽ ngay lập tức quay chiều, làm kiệt quệ sức sống một cá nhân. Mình muốn gửi đến những bạn trẻ đang hoài nghi chính mình lời động viên của cô Mỹ Linh. Đừng thấy người khác làm cái gì xong sốt ruột. Các bạn không nhỏ bé đâu, sẽ luôn có chỗ cho các bạn ở một góc nào đó nếu bạn chịu khó nhìn. Bạn thấy đấy, chẳng ai lại vì người khác cũng thế mà lãng phí hành trình sống của chính mình. Bản thân mình vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị crushing từ những người siêu giỏi xung quanh. Nhưng ít nhất trong phút hiện tại, mình học cách công nhận chính mình, dẫu không làm một lúc hàng tá công việc, dẫu không đứng ở vị trí ai cũng mơ ước. Nhưng mình tin mình cũng đang đi tìm hào quang thuộc về riêng mình. Làm chính mình không phải là trở thành một người ích kỷ, lạnh lùng, càng không phải người chỉ cố để tâm tới lợi ích của bản thân mà không thèm để tâm tới cảm nhận của người khác. Mà là khi sở hữu tư tưởng độc lập và phong cách đặc biệt riêng, có thể mở ra điểm sáng của bản thân. Có người mang khí chất dịu dàng từ gió xuân, và vì vậy mà cô ấy không cần phải học tính hoạt bát của người khác. Có người hoạt bát tinh nghịch, vì vậy cô ấy cũng không cần phải trở thành dáng vẻ đoan trang, nho nhã. Cũng có người trầm ổn, và cô ấy cũng không thể trở thành một cô bé ngốc nghếch. Những điều này mới là khí chất đặc biệt thể hiện sự khác biệt riêng với những người khác. Bạn cứ duy trì như vậy là đủ rồi, đừng có vì lấy lòng người khác mà đánh mất cái tôi, và cũng đừng miễn cưỡng mình để nghênh đón nhu cầu của người khác. Mọi người thường nói rằng thích một người là một loại cảm giác. Thực ra chính là bị hấp dẫn bởi khí chất đặc biệt tỏa ra trên người cô ấy. Làm chính mình không phải nghĩa là cô độc một mình, không phải là cách ly thế giới ngoài kia, chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Trong lúc duy trì chính mình thì đồng thời cũng phải gia nhập vào trong một tập thể, bởi hai thứ này không hề mâu thuẫn với nhau. Cho phép người khác mình là bài học đầu tiên của lòng bao dung. Khi ta chấp nhận rằng mỗi người đều mang một câu chuyện, một góc nhìn riêng, ta bắt đầu hiểu rằng sự khác biệt không phải là khoảng cách cần lấp đầy, mà là sự đa dạng cần tôn trọng. Bao dung không có nghĩa là đồng ý với mọi điều, mà là chấp nhận rằng người khác có quyền sống theo cách họ chọn, dù nó không giống con đường ta đang đi. Trong cuộc sống, ta gặp vô vàn những người với những suy nghĩ khác biệt. Họ có thể đến từ những nền văn hóa xa lạ, những lối sống mà ta chưa từng trải nghiệm. Nếu giữ thái độ cởi mở, cho phép họ sống đúng với bản thân họ, ta không chỉ học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ, mà còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không cần phải gồng mình lên để thay đổi họ. Bao dung giúp ta sống trong một thế giới hòa hợp, nơi những khác biệt không còn là rào cản, mà trở thành cầu nối giữa các cá nhân. Cho phép mình khác người là bài học đầu tiên của lòng can đảm. Ta không cần phải ép bản thân trở thành một phiên bản của người khác hay sống dưới những kỳ vọng mà xã hội đặt lên vai. Hiểu được điều này, ta sẽ dám sống thật với chính mình, dám đi trên con đường chỉ thuộc về mình. Cho phép mình khác người mới thực sự là thử thách lớn nhất. Có bao nhiêu người trong chúng ta dám sống đúng với bản thân? Khi còn nhỏ, ta được dạy phải nghe lời, phải tuân thủ những quy tắc. Lớn lên ta bị cuốn vào vòng xoáy của chuẩn mực xã hội. Phải thành công, phải có gia đình, phải theo đuổi những giá trị được số đông chấp nhận. Thế này là đẹp, thế kia là hợp thời. Chúng ta cố gắng đóng vai một phiên bản mà người khác kỳ vọng, dần dần quên mất chính con người thật của mình. Dám khác người không có nghĩa là chống đối xã hội, mà là dám trung thực với bản thân, sống thật với những gì mà mình tin tưởng. Đó là khi ta cho phép mình yêu điều mình yêu, sống với đam mê của mình, dù cho người khác có thể không hiểu hay không đồng tình. Đó là sự tự do lớn nhất và cũng là hạnh phúc đơn giản nhưng khó đạt được nhất. Khi ta bao dung với người, ta sẽ tìm thấy sự tự do cho bản thân. Khi ta sống đúng bản thân, ta cũng sẽ học cách chấp nhận người khác như chính họ. Thực ra việc lớn lên và dũng cảm đi qua cuộc đời trong bão, để mỗi một năm qua đi, nhìn thấy mình trưởng thành, làm chính mình, là chuyện vốn không phải sẽ thuận lợi với tất cả mọi người. Giống như những bông hoa khát khao ánh nắng, nhưng không phải bông hoa nào cũng may mắn được tắm mình trong nắng ấm, sống trong một khu vườn đẹp, được chăm chút và lớn lên bằng những lời khen. Dòng chảy của thời gian của một số người sẽ diễn ra thật vội vã, để họ phục lớn thật nhanh cho đủ cứng cáp mà chống trả với mọi khó khăn trong đời.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, họ vẫn nhận ra mình chỉ là những đứa trẻ dễ tổn thương, đang kẹt trong dáng vẻ của người trưởng thành. Tôi không biết phải làm sao để yêu thương mọi người, kể cả người ghét tôi, người làm tôi tổn thương. Tôi càng không biết phải yêu chính mình như thế nào. Tôi chẳng biết làm sao để trao đi yêu thương, lại còn không biết cách đón nhận yêu thương từ người khác. Có một đoạn văn mình rất thích. Tôi không phải là một người cởi mở. Thật ra tôi cũng có rất nhiều thất vọng ở trong lòng, cũng có rất nhiều khoảng trống như muốn nuốt lấy tôi trong những đêm đen. Tôi biết rằng cuộc sống không bao giờ chỉ có rực rỡ, nhưng tôi lại chỉ thích cười. Tôi thích bầu không khí trong lành và tươi sáng. Tôi mong muốn được như trà vậy, giữ hết nỗi đắng cay ở trong lòng. Tất cả những gì tỏa ra đều là hương thơm. Sau tất cả những điều mình từng trải của một năm qua, tôi muốn gửi tặng bạn một cái ôm mềm mại nhất cho riêng bạn sau hàng tá những vụn vỡ bạn phải mang. Một thìa mật hòa tan những đắng cay bạn đang gánh. Một điểm dừng chân nếu bạn thấy ngoài kia nhịp sống đang quá đỗi vội vã. Một lời chúc để bạn tự tìm thấy hạnh phúc trong đời, mặc cho đã đi qua mọi nỗi thất vọng và đơn côi. Hãy sống với niềm tin của riêng mình, bởi vì sinh mệnh mỗi người là một ngọn nến, luôn có thể tắt bất cứ lúc nào bởi cơn gió nhẹ hay mưa giông. Nên hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, cho mình một cơ hội để mỗi sáng thức giấc lại cảm thấy muốn yêu thương cuộc đời lần nữa. Thời gian trôi nhanh thật phải không? Mới chớp mắt đã sắp hết năm rồi. Những ngày cuối cùng của tháng 12 khẽ khàng lướt qua, để lại cảm giác như mùa đông đang chậm rãi, chuẩn bị nhường chỗ cho mùa xuân. Chẳng còn cái hối hả của những ngày đầu năm đầy kế hoạch và kỳ vọng. Bây giờ mọi thứ như chùng xuống, chậm lại một chút để nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và suy ngẫm. Đôi khi ta nhìn lại và thấy mình vẫn còn nhiều điều dang dở. Những dự định ban đầu có thể chưa hoàn thành, những giấc mơ có lẽ vẫn chưa kịp thực hiện. Cảm giác như thời gian cứ trôi mà bản thân là chẳng làm được bao nhiêu. Nhưng bạn biết không, đâu cần vội vàng làm gì. Mỗi hành trình đều có nhịp điệu riêng và sự chậm lại không có nghĩa là dừng bước. Cuối năm là lúc để ta dừng chân một chút, hít một hơi thật sâu và tự cho mình cơ hội để nghỉ ngơi, thả lỏng đôi vai đã mệt mỏi sau những tháng ngày nỗ lực và cho phép bản thân cảm nhận những điều đẹp đẽ xung quanh. Cuộc sống đôi khi không phải là việc hoàn thành thật nhiều thứ, mà là biết lắng nghe chính mình, biết trân trọng cả những bước đi chậm rãi trên con đường đó. Chậm lại một chút không sao, miễn là trái tim vẫn còn những ước mơ và khát vọng. Hành trình phía trước vẫn đợi, và dù bạn có bước đi với tốc độ nào, chỉ cần có niềm tin thì mọi thứ sẽ dần trở nên ổn thôi. Một năm qua bạn đã làm rất tốt, chúng ta đều đã dũng cảm lắm rồi. Hãy tự yêu thương bản thân và chuẩn bị cho một chặng đường mới với thật nhiều điều tốt đẹp phía trước nhé. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vneplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.